nhận định Sông Lam Nghệ An với Than Quảng Ninh. Sau 3 trận chỉ biết hòa và thua, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân Vinh đón tiếp Than Quảng Ninh tại vòng 4. Đây là cơ hội tốt để đội bóng xứ Nghệ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng đội khách cũng không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các nhà Á quân V-League 2020, câu lạc bộ Hà Nội cuối cùng cũng biết đến mùi chiến thắng sau 2 trận toàn thua trước Nam Định và BKM Bình Dương. Ở trận đấu bù vòng 3, dù phải hành quân tới làm khách trên sân Lạch Tray mà không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Quang Hải, Hà Nội vẫn biết cách giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà với sự xuất sắc của Đỗ Hùng Dũng và Ngân Văn Đại. Trong khi đó, đối thủ của họ trong trận đấu sắp tới là Thanh Hóa cũng đang có sự chuyển mình rõ rệt dưới thời tân huấn luyện viên Petrovic. Đội bóng xứ Thanh có được 4 điểm sau 3 vòng đấu và đang tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Mặc dù trong trận đấu gần đây nhất, Thanh Hóa đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Nam Định trên sân nhà, nhưng việc V-League có quãng nghỉ khá dài cũng ảnh hưởng phần nào đến độ hưng phấn của thầy trò huấn luyện viên Petrovic. Ở trận đấu sắp tới, nhiều khả năng Hà Nội sẽ tiếp tục không có được sự phục vụ của ngôi sao Quang Hải do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương dây chằng. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể hoàn toàn yên tâm khi những cầu thủ khác trong đội hình như Đỗ Hùng Dũng, Ngân Văn Đại hay Duy Mạnh đang có được một phong độ tốt. Điểm tựa sân nhà hàng đấy cũng là một trong những lý do khiến người hâm mộ tin vào một chiến thắng nữa cho Hà Nội FC. Ở mùa giải năm ngoái trên sân hàng đấy, Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đã chia điểm nhau trong một trận cầu kịch tính. Dự đoán, Hà Nội 2-1 Thanh Hóa.